Diễn viên Anh Đức cầu hôn bạn gái, vợ sắp cưới là diễn viên phim 500 tỷ của Trấn Thành. Nam diễn viên Anh Đức hạnh phúc thông báo chốt đơn thành công lấy vợ ở tuổi 37, nhiều bạn bè đồng nghiệp đồng loạt gửi lời chúc mừng. Diễn viên Anh Đức và bạn gái tin đồn xinh đẹp cũng có động thái liên quan đến việc rục rịch chuẩn bị về chung một nhà sau thời gian rộ lên nghi vấn hẹn hò. Theo đó, bạn thân Trấn Thành đã chính thức cầu hôn bạn gái và nhận được lời đồng ý. Trưa ngày 4 tháng 4, diễn viên Anh Đức gây xôn xao mạng xã hội khi thông báo đã chốt đơn thành công. Nam diễn viên đã chuẩn bị hoa hồng và một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh để cầu hôn người yêu. Theo đó, bạn thân Trấn Thành viết, ngày 4 tháng 4, không cần san treo, sập sàng, chốt đơn. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả đã để lại bình luận chúc mừng diễn viên Anh Đức và bạn gái. Dàn sau việc như Trương Quỳnh Anh, Hoàng Tôn, Nguyễn Hồng Thuận, đồng loạt gửi lời chúc mừng vì thánh ế cuối cùng cũng sắp rước nàng về dinh. Anh Đức cảm ơn từng người bạn và hứa hẹn sẽ mời họ đến chung vui. Như vậy từ nay, Trấn Thành chính thức hết cơ hội mai mối bạn thân ở khắp nơi rồi. Cũng ngay sau đó ít phút, bạn gái tin đồn bấy lâu của anh là diễn viên Phạm Quỳnh Anh cũng khoe nhẫn và chia sẻ, chúc mừng anh đã có được em. Dù cả hai không nhắc về đối phương, song netizen cũng ngầm hiểu rằng anh Đức và anh Phạm sẽ chuẩn bị về chung một nhà trong tương lai gần. Bởi lẽ, chuyện hẹn hò của anh Đức thời gian gần đây liên tục bị netizen đặc biệt chú ý khi cả hai thường xuyên sánh đôi trong những buổi tụ tập vui chơi cùng hội bạn thân. Trong các chuyến du lịch hay những lần dự sự kiện, cả hai luôn sánh đôi bên nhau vô cùng tình tứ. Trước đó, vào hồi tháng 8 năm 2023, Trấn Thành đã công khai chuyện anh Đức có bạn gái. Anh Đức nay đã có biến đổi rồi, các bạn không còn cua được nữa đâu. Hiện tại, thông tin này cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ngoài ra, cả anh Đức và Quỳnh Anh đều không đăng tải hình chụp chung nào của cả hai. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, nhưng loạt hình rõ mồn một của cặp đôi trong suốt thời gian qua khiến netizen cho rằng cả hai đang hẹn hò tình cảm. Đến nay, động thái mới nhất của cặp đôi lại càng khẳng định mối quan hệ giữa họ. Không chỉ dừng lại ở những tin đồn, nam diễn viên đã âm thầm đánh dấu chủ quyền người đẹp chính thức thuộc về mình bằng chiếc nhẫn cầu hôn và nhận được lời đồng ý từ nàng. Anh Phạm, tên thật Phạm Quỳnh Anh, sinh năm 1999, từng là sinh viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017, cô ra mắt với vai trò diễn viên, góp mặt trong nhiều MV và một số phim như Đường về có nhau, Hoa hậu giang hồ, Idol tỷ phú, Bình minh đỏ. Cô nàng vừa để lại dấu ấn trong lòng khán giả khi đảm nhận nhân vật Dĩ Massage trong phim Điện ảnh Mai do Trấn Thành đạo diễn. Dù chỉ góp mặt ở một số phân đoạn trong tác phẩm điện ảnh Trăm tỷ của Trấn Thành, nhưng sự thể hiện của anh Phạm nhận về nhiều lời khen ngợi. Trong đó, màn tương tác của anh Phạm và diễn viên Quốc Khánh là một trong những phân cảnh được đánh giá hài hước, gây cười nhiều nhất phim. Đặc biệt, trong thời gian cùng đoàn phim giao lưu với khán giả tại các cụm rạp, anh Phạm gặp sự cố mất giọng khiến cô có màn giao lưu độc lạ bằng hành động, cử chỉ khiến khán giả thích thú. Ngoài diễn xuất, anh Phạm còn được khán giả chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, cô có gương mặt sáng, vui tươi trang nhẹ nhàng, nữ tính. Cô còn được nhận xét có nhan sắc ngoài đời xinh đẹp hơn hẳn trên phim và luôn chỉnh chu trong mỗi lần xuất hiện. Nhiều người cũng cho rằng Dĩ Massage, anh Phạm có đôi nét giống Yona, thành viên nhóm nhạc đình đám SNSD của Hàn Quốc.